Trong video này, trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Bartender. Hiện tại thì cái bản cài đặt này các bạn có thể tải trên trang web tuanphat.com.vn. Ở đây mình đang có bản 9.4. Cài đặt nó thì khá là đơn giản, các bạn chỉ cần chỉnh cài đặt thôi. Chọn ngôn ngữ này, ở đây các bạn chọn bản full luôn nhé, tại vì là bên mình đã cấp cho các bạn là sẵn một bản crack rồi, thì các bạn có thể dùng các bạn full bản pro. Sau khi chặn chỉnh cài đặt của bản Bartender xong, chúng ta sẽ cài nốt cái bản Crack này. Một cú click rất đơn giản. Xong. Đây, phần mềm của các bạn đây. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế tem. Trước tiên là các bạn mở phần mềm lên này. Ở cái phần tạo một con tem mới này, Start Reusable Format này, các bạn bấm Next ở cái bước đầu tiên, chọn máy in của mình nhé. Nếu mà là GT800 chọn GT800, mà ZT410 thì chọn là ZT410, hoặc là GC420, tùy vào các loại máy in mà các bạn chọn. Ở đây mình muốn finish luôn này. Mặc định thì ở cái định dạng kích thước của Bartender, nó đang để mặc định là in. Giấy của bên mình cung cấp hiện giờ đang có định dạng kích thước là mm. Chính vì vậy mình sẽ đổi cái kích thước ở trên cái Bartender này thành mm để nó đồng hóa. Bằng cách đặt vào view option này. Ở cái phần setting này mình chọn là mm. Bây giờ để chọn kích thước, tạo được kích thước cho con tem, mình cũng kích đúc vào cái con tem đấy. Như ở đây mình đang có cái củ giấy là 35x22, 3 hàng tem. 35x3 sẽ là 105. Ở đây là 22mm, đúng rồi. Ở cái phần layout này, ở đây là một con tem này, mình đang dùng là loại 3 hàng, vì thế mình sẽ chọn là số 3. Nếu như các bạn, đây nó hiện luôn đây. Nếu như các bạn có 4 con tem, các bạn chọn là 4, mà với cái củ giấy 5 con tem chọn là 5. Với bấy nhiêu các bạn chọn bấy nhiêu. Ở các cái phần này, phần lề trên, lề trái, lề phải, lề dưới, thì khi bạn để chuột vào ấy, nó sẽ có cái mũi tên ở đấy cho các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Với cái kích thước giấy của bạn mà lề nó rộng bao nhiêu, các bạn để trước bạn đo, hoặc là của nhà cung cấp giấy sẽ cung cấp cho bạn tin đấy, thì bạn lại nhập vào. Của mình hiện giờ đang là 0, chính vì vậy mình sẽ để là 0 hết. Bấm OK này. Đây sẽ là cái mặt bằng thiết kế của con tem của mình. Ở cái phần text này, nó cho chúng ta gõ bất kỳ các cái thông tin ký tự với dạng chữ. Ví dụ như mình có thể để đây là tên của công ty hoặc cửa hàng. Ở cái phần phông chữ này, chúng ta có thể chọn là các phông chữ tùy các bạn. Thường thì là Times New Roman hoặc là Arial. Đây là cỡ chữ này, ở đây là bold đậm. Cái phần này thì chúng ta chọn là Vietnamese để có những chữ tiếng Việt ấy, nó sẽ không bị lỗi phông. Bấm OK. Mình có thể bôi đậm ngay tại đây cũng được, và chỉnh phông chữ ngay tại đây cũng được. Chúng ta có thể chỉnh cho cái chữ này nó ở giữa con tem bằng cách là chọn luôn vào đây. Đấy, tùy chọn nhanh của chúng ta. Tiếp theo thì mình có thể gõ thêm tên sản phẩm. Cũng một cách là chữ text này thả ở đây và mình gõ chữ vào thôi. Còn mình copy luôn cái chữ này để mình sẽ chỉnh phông. Ví dụ như là pizza. Ở đây mình sẽ để với tên để nó sẽ thả nó phù hợp với sản phẩm.
có mã vạch ở dưới tên sản phẩm. Mã vạch thì các bạn chọn vào đây. Đây là mã vạch này. Đấy, chuột trái vào. Sau đó mình có chuột trái vào con tem. Nó sẽ có cái mã vạch ở đây luôn. Các bạn kích thước của nó để chọn loại barcode mà các bạn muốn sử dụng. Thường thì các sản phẩm như là quần áo hay là các cái là thời trang mình sẽ dùng code 39 hoặc là code 128. Nếu như bạn chọn QR code thì đây, giờ code 2D. Với máy đọc có thể sử dụng code 2D nhé. Ở đây mình chọn là 128 này. Không chữ mình cũng chọn là ASEAN. Còn đây là các cái mã hàng. Đây là các bạn xem. Đây mà mình chúng đang là từ 18 với cái mã hàng mà mình quy định của mình ấy là có cái mã là 47 tùy các bạn muốn là bao nhiêu thì nó sẽ là bao nhiêu. Ở đây mình đang ví dụ ra như này. Rồi thì cái kích thước của con tem mình chỉ sao cho nó có cái độ phù hợp. Tiếp theo thì mình sẽ có giá bán. Rồi nếu như con tem của bạn mà nó rộng ấy, bạn có thể tên địa chỉ hoặc là số điện thoại hoặc là tên Facebook hoặc là website tùy các bạn. Ở đây thì mình chỉ để cái này thôi. Nếu các bạn thích thêm thì các bạn thích thêm thôi. Ví dụ như này. Chỉ là vì là cái kích thước của con tem mình đang sử dụng thì nó cũng khá là nhỏ, phù hợp với lại các cửa hàng thời trang. Đây là kích thước phổ thông 35x22. Sau đó thì bạn nhấn in thôi, nhấn in các bạn bấm Ctrl P hoặc là đây có hình máy in rồi. Chọn một cái đây, các bạn đã chọn được chúng ta rồi. Mình muốn in bao nhiêu bản thì mình gõ vào đây, mình in một bản rồi mình in luôn, mình in ba bản thì mình in luôn. Chọn thứ ba. 9 hoặc là tùy các bạn ghi số lượng bao nhiêu, bạn gõ bao nhiêu. Chúc các bạn thành công. Có bất kỳ thắc mắc gì hoặc là trong quá trình sử dụng cần hỗ trợ thông tin, các bạn cứ để lại comment phía dưới để mình hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.